Xin chào thế giới nha. Em là cút con 1 ngày tuổi. Hôm nay em được mẹ thả vào lồng uống cùng với các anh chị đây ạ. Cả nhà thấy em có đáng yêu không? Yêu quá là yêu luôn. Đây, mẹ cho em ăn cám ngô với lại cám chim cút nha. Mấy anh có lông lông dài dài kia là các anh ấy được 5 ngày tuổi rồi. Còn em mới được có 1 ngày tuổi thôi, em mới nở từ máy ấp hôm qua đây. Xinh quá là xinh. Đó, đáng yêu chưa, em bị lạnh rồi, tụi hết vào nhau là lạnh rồi đó. Tại vì mẹ em mở cái nắp cửa chuồng ra để mẹ em sống ảo với các bác nên là em bị lạnh đó. Nếu mẹ em sẽ đậy vào là em lại ngoan ngay thôi. Đáng yêu không cả nhà ơi? Cút con 1 ngày tuổi rất là xinh nha. Kìa, em đã xíu à, tinh muốn chịu luôn. Đáng yêu chưa? To bằng ngón tay cái thôi nha. Đó. Ngay lên nè. Đây, kế bên cạnh này là chuồng bồ câu. Nhà hàng đang nuôi 20 đôi chim đẻ. Ngày nào cũng có chim non, ngày nào cũng có chim đẻ trứng. Đó, cả nhà ơi, mình thích không? Tất cả các ổ đẻ đều có chim non. Chim đẻ cả dưới đất luôn lên nè. Có nhìn thấy không? Đó, nó đang ấp trứng lên nè. Đâu rồi, không nhìn rõ được bởi vì tối quá. Tối lắm, không nhìn rõ được cả nhà ơi. Rất là nhiều luôn, các loại luôn. Bồ câu ta, bồ câu Mỹ, bồ câu Pháp. Đủ các thể loại. Hôm nay trời mưa nên các anh chị không bay ra ngoài mấy. Các anh chị ngồi hết ở trong chuồng kìa. Cái loại màu đỏ đỏ cái kìa. Đó là bồ câu Mỹ nè. Bồ câu trắng Titan là bồ câu Pháp nè. Bồ câu Pháp Titan là trắng nè. Đó. Đỏ là Mỹ này. Xanh với lại trắng là bồ câu Pháp. Còn mấy em chim ta thì bé xíu 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 kẻ kẻ bằn bằn đâu rồi. Chạy đi đâu đâu. Đây đây các em này, em đứng bé xíu. Em đang đứng gù rù mình vừa cho con ăn. Em này bé tí thôi, cho nuôi 5 con. To quá, bé quá nên là sức em mệt. Lần sau mình sẽ không tham, không cho nuôi nhiều nữa. Bồ câu nhà mình thì nở từ máy ấp, cho nên là mình nuôi bằng máy, mình cho ấp bằng máy ấp. Sau đó mình cho ấp chim ấp trứng giả rồi ghép con. Mỗi phụ chuồng là mình đều ghép 3 đến 5 con. Được rồi, mình không nhớ là con nào đẻ trứng bị quên mất, không cho trứng giả nó ấp. Thế là mình phải ghép dày quá. Thế là mỗi một cặp là phải nuôi 4 đến 5 con. Thế là con mẹ ta này này, mẹ ta đang đứng một mình rồi. Đấy, em ta đứng một mình rồi. Dưới đủ xù xù cái lông đấy này, em quá sức. Em rất là mệt. Sau vụ này mình không cho em ấy đẻ nữa. Mình sẽ nhốt riêng em ấy ra để em ấy tĩnh dưỡng một thời gian. Em đang nuôi một đàn con thơ. Rất là vất vả luôn. Lần sau mình sẽ không cho em nuôi nhiều như vậy nữa. Hại lắm. Đó, cả nhà thấy đáng yêu không? Đấy, đây là đàn cút nè. Cút non 1 ngày tuổi, 51 chú. Ấp nở từ 130 con quả trứng vịt lộn, quả trứng cút lộn, xin lỗi. Trứng cút lộn mua ở chợ ấy. Ở chỗ nhà mình người ta không bán giống. Mình phải mua bằng mua ấp nở. Bên kia là chuồng gà này cả nhà. Rất là nhiều gà nha. Đó, 30 em gà, trong đó có 3 con đang đẻ trứng, còn lại là đang nuôi con. Còn lại là đang không nuôi con chứ, quên, gà con. Đây, anh đẹp trai màu lông dài dài đây, là anh gà trống nhá. Anh này trông anh hơi đẹp trai nên để lại làm giống. Rất là đáng yêu. Nhà có nhìn rõ không? Đó,
của ba em Ngan, nhưng mà hôm qua mắt trời đi ra chợ làm thịt mất hai em rồi, còn lại có một em thôi. Còn em gà trống này thì làm chồng của chị mái màu đen là một này, và chị mái mưa hoa xinh đẹp này là hai nè. Đó, chị xinh đẹp này thì đi theo anh ấy suốt ngày, rất là chung thủy với chị anh, nhưng mà anh thì lăng nhăng lắm. Chỉ có chị chung thủy với anh ấy thôi, chị anh thì lăng nhăng. Đó, còn đây đàn gà nhà mình thì đây là gà giò, gọi là gà giò tầm 1 cân 1 mốt một con, thì chỉ 1 tháng nữa là có thể vào nồi rồi. Mình sẽ giữ lại toàn bộ gà mái để làm giống đẻ, nếu mà phát dục tốt mình sẽ chọn những con gà phát dục tốt để giữ lại làm giống. Còn lại gà trống và những con gà mà không đạt tiêu chuẩn thì mình sẽ cho vào nồi. Đó, cả nhà đáng yêu không? Mình cứ vui vầy với đàn gà này thôi, chẳng quan tâm đến thế sự gì cả hết đâu. Đó, yêu không? Mỗi ngày mình chỉ thích có nhiều thời gian để dành ngắm vía gà với chim. À, bật mí với các bạn ấy, mình còn đang định giấu chồng ấy để mua thêm mấy cái lồng nuôi thỏ nữa. Mình rất là thích, thích lắm ấy. Mình định mình mua về mình lắp đặt xong sự đã rồi. Chứ trước mình nói chuyện với chồng ông không đồng ý. Ông ấy bảo mình là cứ suốt ngày hết con nọ đến con kia, con gì cũng mang về nuôi. Thế nhưng mà mình bảo con gì mình thích nuôi được là mình cứ nuôi thôi, chả vướng, mình thích mà, mình thích thì mình làm thôi. Nhân dịp ông ấy ở nhà, ông ấy vắng nhà, đang bị cách ly Covid ở trong đơn vị rồi. Chiều nay mình sẽ order 5 bộ trường thỏ. Mình thấy trên Shopee người ta bán 220.000 một bộ chuồng lồng công nghiệp đó các bạn. Thế xong mình sẽ mua 2 em thỏ mái và 1 em thỏ đực, thật là đẹp, về mình nuôi. Đấy, cái này mình quyết tâm ở đó, mình định như thế đó. Thôi nha, chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui vẻ. Xin chào, tạm biệt.